báo nước ngoài đưa tin, một ông lớn của Trung Quốc đang đàm phán để mua lại số lượng lớn cổ phần của Bách Hóa Xanh. Theo nguồn tin của Reuters, công ty CDH từ Trung Quốc đang đàm phán để mua lại cổ phần của chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh thuộc Thế giới Di động MWG. Số cổ phần được dự đoán vào khoảng từ 5 đến 10%. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chắc chắn về việc đôi bên sẽ đạt được thỏa thuận. Cả CDH Investment và MWG đều từ chối bình luận khi được liên hệ. Theo Reuters, việc đàm phán với CDH có trụ sở tại Bắc Kinh cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu đối với lĩnh vực bán lẻ đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Trước đó, Quỹ đầu tư chính phủ Singapore GIC và một số công ty từ Thái Lan cũng đã đặt sự chú ý tới Bách Hóa Xanh kể từ năm 2022. Hiện CDH đang quản lý hơn 27 tỷ đô la Mỹ tài sản và là cổ đông lớn của nhà sản xuất thiết bị gia dụng Midea. Theo đánh giá của hãng chứng khoán Vietcombank Securities VCBS, doanh thu năm nay của chuỗi Bách Hóa Xanh có thể tăng mạnh 15-20% so với năm 2023, đạt khoảng 36.700 tỷ đồng nhờ tăng trưởng doanh thu của cửa hàng cũ và mở thêm 50 cửa hàng mới.